Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cuộc phản công mùa hè của Ukraine đang diễn ra quyết liệt với việc Kyiv tung ra lực lượng tinh nhuệ nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga. Những bước tiến đáng kể của quân đội Ukraine trong thời gian qua đã khiến Moscow lo ngại về khả năng duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Không chỉ Nga, Trung Quốc cũng đang theo dõi sát sao tình hình chiến sự tại Ukraine. Bắc Kinh nhận thấy sự kiên cường và khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine, đặc biệt là trước một đối thủ mạnh như Nga, có thể là một bài học quý giá cho Đài Loan. Kể từ khi quân đội Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8 đến nay, quân đội Nga vẫn chưa thể hiện được khả năng đánh chặn hiệu quả. Lực lượng tấn công tinh nhuệ của Ukraine vẫn tiếp tục tiến lên. Moscow đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nên ưu tiên duy trì cuộc tấn công mùa hè hay quay trở lại phòng thủ càng sớm càng tốt để đánh đuổi quân Ukraine xâm lược. Cuộc phản công bất ngờ của Ukraine cũng khiến Bắc Kinh không thể không lo lắng. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh dọc eo biển Đài Loan, nếu lực lượng Mỹ và liên quân phản công và đổ bộ từ các địa điểm khác nhau, quân đội Trung Quốc có thể đối phó được không? Liệu những diễn biến trên chiến trường Ukraine có phải là hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc về những thách thức có thể gặp phải trong tương lai? Xe bọc thép do NATO hỗ trợ xuất hiện tại Nga. Quân đội Ukraine đã phản công Nga hơn 2 tuần và đã chiếm hơn 1.200 km2 lãnh thổ Nga. Quân đội Nga đã huy động quân từ khắp nơi nhưng vẫn chưa phát động một cuộc phản công mạnh mẽ mà đang cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Tất nhiên, Moscow hiểu rõ nếu một số lượng lớn quân có hiệu quả chiến đấu được chuyển về từ tiền tuyến, cuộc tấn công mùa hè theo kế hoạch ban đầu có thể gặp khó khăn và số quân được điều động có thể không thể nhanh chóng đánh bại quân Ukraine. Quân đội ở các quân khu khác có năng lực chiến đấu và trang bị hạn chế. Trong cuộc chiến với lực lượng tấn công của Ukraine hiện tại, họ dường như buộc phải vào thế phòng thủ, tạm thời không thể đẩy lùi quân Ukraine về biên giới. Điện Kremlin cũng ở trong tình thế khó xử. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã diễn ra hơn 2 năm. Quân đội Nga biết rõ quân đội Ukraine ngoan cường trong chiến đấu như thế nào. Nhiều loại vũ khí mà nước này được hỗ trợ có tính năng vượt qua quân đội Nga. Ý tưởng ăn một miếng nuốt chửng đối thủ quân đội Nga là không thực tế. Hơn nữa, quân đội Ukraine được trang bị tốt nhất khi tấn công Nga. Một số binh sĩ đã được NATO huấn luyện có hệ thống, sĩ khí kiên cường. Nếu quân đội Nga muốn đánh bại một đối thủ như vậy, có thể sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thông tin tình báo cho thấy quân đội Ukraine tiếp tục tăng quân gần biên giới Nga-Ukraine. Số lượng xe bọc thép được triển khai là khoảng 600 xe, quân số có thể lên tới 10.000 người. NATO viện trợ cho Ukraine khoảng 1.550 xe bọc thép các loại. Một số trong đó đã bị hư hỏng trong các cuộc chiến trước đó và ít nhất một nửa số xe còn lại lẽ ra phải được sử dụng trong cuộc phản công này. NATO đã huấn luyện ít nhất 34.000 tân binh cho Ukraine, trong đó hầu hết bộ binh nên được huấn luyện chủ yếu về danh giật ở chiến hào. Các đơn vị thiết giáp khác có lẽ được huấn luyện để vận hành trang bị của NATO và chủ yếu học tập tiến công chiến đấu. Trong cuộc phản công này, lực lượng thiết giáp tinh nhuệ của Ukraine đã phát huy tác dụng. Ukraine luôn nhấn mạnh rằng đạn dược không đủ, viện trợ không kịp thời. Nhưng trên thực tế, nước này cũng đang tính toán kỹ lưỡng và chuẩn bị một số dự trữ, nếu không sẽ không thể phát động phản công quy mô như vậy. Nếu Ukraine thực sự đưa vào 10.000 quân để phản công, đối với việc phòng ngự tại tiền tuyến phức tạp như lấy trứng chọi đá, thì con số này có thể coi là tương đối khả quan. Lực lượng dự bị cơ động mà Ukraine giữ lại e rằng cũng không còn lại bao nhiêu. Ukraine đã đầu tư số tiền vốn lớn, cùng chờ xem nó phát huy tác dụng to lớn tới mức nào. Phản ứng chậm của quân đội Nga bộc lộ điểm yếu. Cuộc phản công của Ukraine diễn ra bất ngờ. Quân đội Nga không phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Hàng trăm km vuông lãnh thổ đã bị mất trong vòng vài ngày. Điều này trực tiếp bộc lộ sự thất bại của hệ thống tình báo của quân đội Nga và sự thiếu dự đoán chiến lược đầy đủ. Trước đây, các lực lượng thân Ukraine chống Nga đã nhiều lần tiến vào Nga từ Ukraine, nhưng phản ứng của quân đội Nga rất chậm. Việc không phản ứng kịp thời lần này cho thấy Bộ Quốc phòng Nga thiếu một kế hoạch chiến lược tổng thể. Vào tháng 5, quân đội Nga đã chọn mở mặt trận mới từ phía bắc Ukraine, tấn công khu vực Kharkiv. Điều này không chỉ tiêu hao quân số hạn chế của Ukraine, mà còn ngăn cản quân đội Ukraine phản công vào Nga. Rất có thể Moscow đã đánh giá sai tình hình và cho rằng Ukraine đã kiệt sức trên nhiều tiền tuyến và không đủ quân, trang thiết bị để phản công.
Điều này khiến việc phòng thủ của quân đội Nga ở biên giới Nga-Ukraine không hiệu quả. Cuộc phản công này của Ukraine ở vùng Kursk của Nga trái ngược hẳn với thế trận tấn công và phòng thủ giữa hai bên ở vùng Kharkiv. Ukraine đã kịp thời thu được thông tin tình báo về cuộc tấn công của quân đội Nga vào Kharkiv và nhanh chóng bố trí phòng thủ để chống chọi với cuộc tấn công của Nga. Ngược lại, Nga dường như không thể chống chọi nổi với đòn phản công của Ukraine, vốn có sức mạnh tổng thể kém hơn. Chiến sự ở khu vực Kursk đã kéo dài hơn 2 tuần, quân đội Ukraine vẫn đang ở thế tấn công. Quân đội Nga đã huy động quân theo nhiều hướng, nhưng chủ yếu ở thế phòng thủ và chưa phát động phản công quy mô lớn. Ukraine tiếp tục mở rộng các khu vực chiếm đóng. Moscow chỉ có thể liên tục công bố các báo cáo chiến tranh sai sự thật, hạn chế phổ biến thông tin nội bộ và cố gắng hết sức để che đậy sự thật. Lực lượng chi viện Nga bị điều đến khu vực Kursk có khả năng thiếu trang thiết bị hạng nặng. Khi đến nơi, trước tiên họ đào một số lượng lớn chiến hào ngoài đường liên lạc với quân Ukraine thay vì gấp rút giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng. Được biết, quân đội Nga đã điều động một số binh sĩ dự bị từ tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Đội quân ngoài tiền tuyến đang tấn công dữ dội, dường như không bị ảnh hưởng gì và vẫn tiến lên chậm chạp. Moscow biết rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm mục đích kiềm chế quân đội Nga và làm gián đoạn việc triển khai tấn công mùa hè của quân đội Nga. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Nga tạm thời chưa điều động quân số quy mô lớn từ tiền tuyến về phòng thủ. Quân đội Nga đang dựa vào quân tuyển mộ từ các quân khu khác để tiếp viện cho Kursk. Ngay cả khi sẵn sàng điều động lực lượng có hiệu quả chiến đấu từ tiền tuyến, cũng không cách nào giải quyết trong chốc lát. Các thiết bị hạng nặng như là xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và số lượng lớn đạn dược sẽ phải mất một thời gian mới có thể có mặt trên chiến trường, và hệ thống chỉ huy của quân đội Nga một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các lực lượng Ukraine đang lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi, cố gắng hết sức chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ Nga. Ukraine triển khai chiến thuật quân sự của Mỹ. Đã hơn 2 tuần, cuộc phản công của Ukraine tuy chưa gặp phải đối thủ thực sự có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng có thể coi là có hình có dạng. Hiệu quả huấn luyện của NATO đã được phản ánh ở một mức độ nhất định. Trình độ hiểu biết về chiến thuật của quân đội Ukraine vượt xa quân đội Nga. Tất nhiên, việc lập kế hoạch tổng thể, phối hợp, ứng phó khẩn cấp và thu thập thông tin tình báo trên chiến trường rất có thể đã được quân đội Mỹ giúp đỡ. Ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov. Lầu Năm Góc cho biết đây là sự việc mà chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia và tiếp tục theo dõi. Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng các phi công Ukraine hiện đang vận hành máy bay chiến đấu F-16 và lính bộ binh Ukraine đã được huấn luyện phức tạp và đang vận hành xe tăng Panther của Đức và xe tăng Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết có những dấu hiệu cho thấy các cuộc tập kích của Ukraine vào Nga đang khiến quân đội Nga rút lui khỏi các tỉnh phía đông Ukraine. Các quan chức Mỹ tin rằng người Ukraine đã thể hiện tốt trên chiến trường. Cuộc phản công của Kyiv ban đầu thể hiện hình thức tác chiến trên dưới nhiều tầng, trong khi lực lượng thiết giáp mặt đất đột kích, máy bay không người lái giám sát chiến trường từ trên cao và tấn công trước các sân bay lân cận của Nga, giảm nguy cơ bị máy bay chiến đấu Nga tấn công. Quân đội Ukraine còn cho nổ tung 3 cây cầu trên tuyến vận tải hỗ trợ của quân đội Nga nhằm ngăn chặn thiết bị hạng nặng của Nga đi qua. Sau khi quân đội Ukraine phát hiện ra khu vực tập kết quân tiếp viện của Nga, đã kịp thời phóng tên lửa HIMARS bắn phá, chiến đấu cơ F-16 cũng đã bắt đầu tấn công. Các hình thức tác chiến này thực sự phản ánh chiến thuật của quân đội Mỹ. Lực lượng thiết giáp Ukraine do NATO huấn luyện chưa có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tấn công, và giờ đây cuối cùng là họ đã có thể phô diễn kỹ năng của mình. Họ bắt đầu với những đơn vị Nga yếu hơn, sau đó chuẩn bị đối mặt với những đối thủ mạnh hơn theo trật tự lý tưởng. Kyiv tuyên bố đã bắt được 2.000 quân nhân Nga và đề nghị trao đổi tù binh chiến tranh với Nga. Những điều này đang thực sự khiến Moscow đau đầu. Cuộc phản công của Ukraine trên lãnh thổ Nga tương đương với việc mở ra một trận chiến điển hình mới. Trước đó, cả Moscow và Bắc Kinh đều cảm thấy Ukraine chỉ có thể bị đánh bại. Ngay cả khi quân đội Nga không thể chiếm Kyiv trong một lần hành động, cũng có thể duy trì lợi thế tấn công tổng thể. Cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng của Ukraine vào mùa thu năm 2023 không hiệu quả lắm. Giờ đây, cuộc phản công của Ukraine trên đất liền đã khiến Moscow một mặt phải tái bố trí quân đội, mặt khác buộc phải thực hiện những điều chỉnh lớn về hệ thống chỉ huy. Lực lượng tấn công Ukraine có thể làm được bao nhiêu đi nữa? Liệu họ có thể giành được chỗ đứng vững chắc hay không? Và họ có thể ở lại Nga trong bao lâu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình chiến tranh? Quân Ukraine bất ngờ thể hiện sự cơ động đáng ngạc nhiên, trong khi quân Nga phản ứng chậm, tạo cơ hội cho quân Ukraine giành lại thế chủ động trên chiến trường ở một khu vực nhất định và có thể phá vỡ lợi thế chung của quân Nga. Nhưng không chỉ Moscow cảm thấy khó chịu mà Bắc Kinh nhìn thấy vậy, trong lòng
cũng không khỏi lo lắng. Liệu quân đội Trung Quốc có thể ứng phó với cuộc phản công của Mỹ? Ngày 17 tháng 8, Tân Hoa Xã dẫn thông tin truyền thông Nga cho biết 24 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga ở tỉnh Kursk, đồng thời cho biết Ukraine đã mất tới 300 binh sĩ và 31 xe bọc thép trong 24 giờ trước đó. Trong trận chiến ở Kursk, Ukraine đã tổn thất tổng cộng 3.160 binh sĩ và 44 xe tăng. Một báo cáo trận chiến như vậy rõ ràng là bất bình thường. Nếu quân đội Ukraine đầu tư 10.000 quân thì đã tổn thất 3.160 người, tương đương với việc mất khoảng 1/3 sức chiến đấu và không thể tiếp tục tấn công. Nhưng Tân Hoa Xã dám trực tiếp dẫn dùng và Trung Quốc cũng đang cố gắng che đậy sự thật. Quân ủy Trung ương Trung Quốc có lẽ đang nghiên cứu nếu khai chiến ở eo biển Đài Loan, quân đội Mỹ và các nước đồng minh tiến hành một cuộc phản công tương tự thì cần ứng phó như thế nào? Ukraine mặc dù đã có được nhiều thiết bị của Mỹ nhưng lại không có vũ khí quá tối tân. Tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có thể phóng bằng hệ thống HIMARS là tên lửa tầm ngắn cấp thấp nhất của quân đội Mỹ. Máy bay chiến đấu F-16 là loại máy bay chiến đấu mà một số nước NATO đang chuẩn bị loại bỏ và hiện tại Ukraine dường như chỉ có một phi đội. Một số xe tăng và xe bọc thép chiến đấu là trang bị tích cực của quân đội Mỹ và NATO, nhưng số lượng cũng có hạn. 155 khẩu pháo, vũ khí chống tăng còn lại là những trang bị thông thường. Tên lửa Patriot là loại vũ khí cao cấp nhất nhưng mang tính chất phòng thủ. Một số lượng lớn máy bay không người lái chủ yếu do chính Ukraine sản xuất. Với trang bị như vậy, quân đội Ukraine đã bắt chước chiến thuật của quân đội Mỹ và gây bất ngờ cho quân Nga. Nếu bị quân đội Mỹ và vũ khí cao cấp hơn thay thế, thì ai có thể chống lại được? Giả dụ sau khi quân đội Hoa Kỳ phá hủy các đảo quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, đổ bộ lên từ đảo Hải Nam và chuẩn bị phá hủy hoàn toàn các căn cứ hạm đội Biển Đông của nước này, đặc biệt là các căn cứ tàu ngầm của nó, thì quân đội Trung Quốc có thể còn rơi vào tình trạng hỗn loạn lớn hơn. Lục quân ở chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc chỉ có 2 tập đoàn quân. Nếu một tập đoàn quân và thủy quân lục chiến đi hỗ trợ các hoạt động ở eo biển Đài Loan, thì sẽ chỉ còn lại một tập đoàn quân bảo vệ suốt các tỉnh Hồ Nam, Quý Châu đến Quảng Đông, Hồng Kông và Macau. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Các tàu chiến đổ bộ ở chiến khu Nam Bộ đều tập trung ở eo biển Đài Loan. Bộ binh khó có thể vượt qua eo biển Quỳnh Châu, chi viện về vùng biển phía Nam. Một số máy bay chiến đấu J-20 và J-16 ở chiến khu Nam Bộ cũng sẽ được chuyển đến eo biển Đài Loan. Số còn lại e rằng có thể gặp khó khăn hơn trong việc tranh giành quyền làm chủ trên không với quân đội Mỹ. Hạm đội tàu sân bay Sơn Đông sẽ tới vùng biển Philippines và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Hạm đội Nam Hải sẽ bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích của Mỹ vào bến cảng và sẽ không thể ngăn cản quân đội Mỹ đổ bộ. Nếu quân đội Anh đồng thời đổ bộ lên đảo Hồng Kông để phản công, thì Trung Quốc nên ứng phó thế nào? Ngoài ra, bán đảo Liêu Đông, bán đảo Sơn Đông, Thượng Hải và những nơi khác có thể được chọn làm điểm đổ bộ cho các cuộc phản công của Mỹ và đồng minh. Chẳng phải Trung Quốc sẽ mất tất cả sao? Sự xuất hiện bất ngờ của quân đội Ukraine không chỉ khiến Điện Kremlin bất an mà còn khiến Trung Nam Hải lo lắng. Đây chính là điều mà Lầu Năm Góc muốn thấy. Trong khi Ukraine dồn lực lượng tinh nhuệ vào cuộc phản công khiến Moscow và Bắc Kinh không khỏi lo lắng, thì Đài Loan cũng không ngồi yên. Hòn đảo này đã chọn thời điểm này để phô diễn sức mạnh tên lửa phòng không, một động thái mang tính chiến lược rõ ràng nhằm thể hiện quyết tâm tự vệ và gửi một thông điệp cứng rắn tới Bắc Kinh. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc đại lục, Đài Loan đã gửi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm tự vệ của mình. Hòn đảo này đã mở cửa một địa điểm thử nghiệm tên lửa bí mật cho giới truyền thông, đồng thời tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa đất đối không, thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền trước các hoạt động gây sức ép ngày càng tăng của Bắc Kinh. Đài Loan, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các đồng minh khác, có quan điểm tương tự, tiếp tục cải thiện nhanh chóng khả năng tự vệ của mình thông qua việc mua hàng từ quân đội Hoa Kỳ, cũng như là hoạt động nghiên cứu và sản xuất của chính họ. Các tên lửa mà Đài Loan mua từ Mỹ và tự phát triển, sản xuất là một phần quan trọng trong vũ khí tự vệ và chiến lược phòng thủ quốc gia của nước này. Hôm 20 tháng 8, tại căn cứ Cửu Bằng, huyện Bình Đông, Đài Loan, cuộc thử nghiệm quân sự đã bắn cả tên lửa Patriot của Mỹ sản xuất và tên lửa Thiên Cung 3 do Đài Loan sản xuất lên bầu trời vào lúc bình minh, trong khi một tàu chiến ngoài khơi đã bắn một tên lửa RIM 66 Standard. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Tôn Lập Phương cho biết, tất cả các tên lửa được bắn hôm nay đều trúng đích một cách suôn sẻ và đã chứng minh được hai điều. Điều đầu tiên là quá trình huấn luyện binh lính của chúng tôi rất vững chắc, và điều thứ hai là hệ thống vũ khí của chúng tôi đã được kiểm chứng trong quá trình bắn tên lửa thật này. Các sĩ quan và binh sĩ tiểu đoàn 633, lữ đoàn 795 của Không quân Đài Loan tham gia phóng tên lửa phòng không Patriot 2 lần lượt vào khoảng 6 giờ và 7 giờ 28 phút sáng ngày 20 tháng 8. Khi hai tên lửa được phóng, phần đuôi bốc cháy kèm theo âm thanh lớn.
Các tên lửa lần lượt bắn trúng chính xác hai máy bay không người lái mục tiêu. Ngoài ra, tiểu đoàn 613 thuộc lữ đoàn 792 của Không quân Đài Loan đã phóng một tên lửa phòng không Thiên Cung 3 do Đài Loan tự sản xuất vào khoảng 6 giờ 55 phút sáng. Tên lửa này cũng bắn trúng một mục tiêu giả định khác. Căn cứ Cửu Bằng là nơi thử nghiệm nhiều loại tên lửa của quân đội Đài Loan. Đây cũng là nơi đặt các nhà máy và cơ sở của Viện Khoa học Trung Sơn Đài Loan, nơi chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển vũ khí thiết bị. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn chục năm, giới truyền thông được mời tới căn cứ bí ẩn này để quan sát và đưa tin về cuộc tập trận bắn tên lửa của quân đội Đài Loan. Cửu Bằng cũng là nơi Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Sơn do chính phủ điều hành, tiến hành thử nghiệm các loại tên lửa mới, chẳng hạn như là phiên bản tầm xa hơn của Hùng Phong, được thiết kế để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra với chúng ta lúc này là, liệu Đài Loan có thể trở thành một Ukraine thứ hai hay không? Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Đài Loan và Ukraine, khi cả hai đều là những tiểu quốc nằm cạnh một người hàng xóm khổng lồ và hiếu chiến. Thực tế đang chứng minh rằng cả Ukraine và Đài Loan có thể đi xa đến mức nào với niềm tin bảo vệ lãnh thổ của mình. Sự kiên cường của Ukraine trước cuộc chiến với Nga chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho Đài Loan, củng cố quyết tâm của họ trong việc đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ Bắc Kinh. Quý vị nghĩ như thế nào về những câu chuyện mâu thuẫn, căng thẳng địa chính trị dường như không bao giờ có hồi kết này? Hãy để lại bình luận ở phần dưới và giúp chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề. Thưa quý vị, hôm 19 tháng 8, Hoàn Cầu Thời báo, kênh truyền thông của Trung Quốc đã đăng tải video cùng dòng trạng thái có nội dung các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines 4410 và 4411 đã xâm nhập trái phép vào vùng biển tiếp giáp với đá ngầm Sabin của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với các tàu của Philippines theo luật định. Người phát ngôn của hải cảnh Trung Quốc cho biết, vào lúc 3 giờ 24 sáng thứ Hai, tàu 4410 của Philippines đã phớt lờ nhiều cảnh báo nghiêm trọng từ phía Trung Quốc và cố tình đâm vào tàu thực thi pháp luật 21551 của Trung Quốc một cách thiếu chuyên nghiệp và đầy nguy hiểm, dẫn đến một vụ va chạm mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Philippines. Mặc dù vậy, nhưng khi xem kỹ video, người ta phát hiện ra rằng một tàu lớn hơn của Trung Quốc dường như đã cố tình đâm vào một tàu cảnh sát biển Philippines nhỏ hơn ở khu vực quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Sau đó, những hình ảnh về thiệt hại của tàu Philippines cũng đã được công bố. Bày tỏ quan điểm về vụ việc căng thẳng này, cựu đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Mike Studerman đã đăng tải một dòng trạng thái trên X đính kèm một video ghi nhận hành động của tàu Trung Quốc cố tình va chạm với tàu Philippines trên Biển Đông. Ông viết, đây là ví dụ điển hình về việc Trung Quốc sử dụng các chiến thuật bất hợp pháp, cưỡng ép và nguy hiểm ở Biển Đông. Các hành vi bắt nạt cũng áp dụng với Đài Loan, Nhật Bản, Bhutan, Ấn Độ và các quốc gia Mekong hay là Úc, v.v. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với nhiều người. Câu hỏi đặt ra là, vì sao người ta lại coi sự trỗi dậy của Trung Quốc trở thành thảm họa? Chủ nghĩa bành trướng là đặc sản của Trung Quốc. Khi nhắc tới Trung Quốc, người ta thường nói tới một khái niệm đó là chủ nghĩa bành trướng. Chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đề cập đến việc Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng và quyền lực của mình ra bên ngoài biên giới quốc gia thông qua các biện pháp kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao. Chủ nghĩa này thường liên quan đến việc Bắc Kinh tìm cách mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn cầu và bảo vệ các lợi ích quốc gia theo cách có thể gây tranh chấp với các quốc gia khác. Các đặc điểm của chủ nghĩa này được thể hiện rất rõ trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông thông qua đường chín đoạn, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trong khu vực này, khiến căng thẳng leo thang. Bên cạnh đó, họ đã có nhiều tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ, đặc biệt là ở khu vực Himalaya. Các cuộc đụng độ biên giới như ở thung lũng Gangwon năm 2020 đã làm dấy lên những lo ngại về ý đồ bành trướng của Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là sáng kiến vành đai và con đường BRI. Nó là một ví dụ điển hình cho chiến lược bành trướng kinh tế của Bắc Kinh thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tạo ra các khoản nợ đối với các quốc gia tham gia. Điều này không chỉ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng kinh tế mà còn tạo ra các đòn bẩy chính trị đối với các nước nhận đầu tư. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc còn vươn vòi bạch tuộc để mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi và Mỹ Latinh. Họ đã tăng cường đầu tư và viện trợ cho các quốc gia ở châu Phi và Mỹ Latinh, củng cố quan hệ kinh tế và ngoại giao và tìm cách chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên quan trọng.
Mặt khác, Trung Quốc tăng cường mở rộng hải quân và quân sự hóa các khu vực chiến lược. Họ đã đầu tư mạnh vào việc mở rộng hạm đội hải quân và xây dựng các căn cứ quân sự ở nước ngoài như là ở Djibouti. Sự hiện diện quân sự gia tăng này cho phép Trung Quốc bảo vệ lợi ích của mình ở các khu vực xa biên giới. Bắc Kinh cũng đã tận dụng các tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới để thúc đẩy các lợi ích của mình. Họ cũng tích cực tham gia vào ngoại giao song phương và đa phương để củng cố vị thế quốc tế của mình. Không lạ gì việc Trung Quốc đã đầu tư vào các chiến dịch tuyên truyền và quyền lực mềm nhằm thúc đẩy hình ảnh của mình trên thế giới thông qua các phương tiện truyền thông, văn hóa và giáo dục. Theo như Quỹ Nhân quyền Quốc tế thì Trung Quốc đã kiểm soát đối với phần lớn các phương tiện truyền thông toàn cầu. Ngay cả Reuters cũng phải thừa nhận rằng Trung Quốc đang thao túng truyền thông toàn cầu thông qua kiểm duyệt, thu thập dữ liệu và mua lại các hãng tin nước ngoài một cách bí mật, đồng thời cảnh báo xu hướng này có thể dẫn đến sự suy giảm mạnh quyền tự do ngôn luận trên toàn cầu. Điều này giúp Trung Quốc kể lại câu chuyện của mình theo hướng có lợi cho họ. Trên mặt trận thông tin, kẻ nào nắm quyền truyền thông, đó là kẻ mạnh. Đây là lợi thế không thể chối bỏ. Nhìn chung thì chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc là một chiến lược mở rộng ảnh hưởng toàn diện của Bắc Kinh thông qua các biện pháp kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao. Mục tiêu của chiến lược này là củng cố quyền lực và vị thế của Trung Quốc trong khu vực và trên toàn cầu, mặc dù điều này có thể gây ra căng thẳng và tranh chấp với các quốc gia khác. Chính vì chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đã gây ra nhiều lo ngại và phản ứng từ cộng đồng quốc tế, nhiều quốc gia đã phản ứng bằng cách tăng cường liên minh và đối tác như là nhóm bộ tứ Quad, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, nhằm đối phó với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Các tranh chấp lãnh thổ và hoạt động quân sự hóa cũng đã dẫn đến căng thẳng leo thang và nguy cơ xung đột ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông và biên giới Trung Ấn. Như chúng ta đã biết, hiện nay Trung Quốc đang thể hiện các biểu hiện của chủ nghĩa bành trướng thông qua nhiều hình thức khác nhau như mở rộng lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông thông qua đường chín đoạn, đường lưỡi bò, bao gồm cả các khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam như là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ đã tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo và cơ sở quân sự trên các bãi đá và rạn san hô trong khu vực tranh chấp, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Đồng thời, Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn Scarborough từ năm 2012, gây ra căng thẳng với Philippines, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Năm 2016, Philippines đã thắng kiện trước Tòa Trọng tài Thường trực PCA, trong đó tuyên bố rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tuân thủ phán quyết này. Trung Quốc cũng thường xuyên gửi tàu khảo sát và tàu cá vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Malaysia, gây ra các vụ đụng độ và căng thẳng giữa hai nước. Họ đã xây dựng và củng cố các cơ sở trên các thực thể mà Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Mặc dù không có tranh chấp thực tế với Trung Quốc về Biển Đông, nhưng khu vực biển Natuna của Indonesia đã bị tàu cá và tàu tuần tra Trung Quốc xâm nhập, dẫn đến các vụ đụng độ và phản đối ngoại giao từ phía Indonesia. Chưa hết, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên các khu vực biển mà Brunei cũng khẳng định quyền lợi, mặc dù Brunei thường giữ thái độ ngoại giao mềm mỏng và cũng tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Trung Quốc cũng tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông khi đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Trung Quốc thường xuyên gửi tàu tuần tra và máy bay vào vùng biển và không phận xung quanh quần đảo này, gây ra căng thẳng với Nhật Bản. Sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực biển Hoa Đông đã làm gia tăng lo ngại về an ninh và ổn định trong khu vực. Bắc Kinh cũng đụng độ với New Delhi ở khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ kéo dài hàng thập kỷ tại khu vực Ladakh, Aksai Chin và Arunachal Pradesh. Các cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra. Đáng chú ý nhất là vụ đụng độ tại thung lũng Gangwon vào tháng 6 năm 2020 khiến nhiều binh sĩ hai bên thiệt mạng. Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự gần biên giới tranh chấp, bao gồm đường xá và sân bay, làm gia tăng căng thẳng với Ấn Độ. Chưa dừng lại ở đó, cả Nepal và Bhutan cũng nằm trong sự o ép của Bắc Kinh. Có các báo cáo về việc Trung Quốc tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và xâm nhập vào các khu vực biên giới mà Nepal tuyên bố chủ quyền, gây ra căng thẳng và lo ngại về sự xâm phạm lãnh thổ. Năm 2017, Trung Quốc đã cố gắng xây dựng đường bộ trong khu vực Doklam, một khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Ấn Độ đã can thiệp để hỗ trợ Bhutan, dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ngay cả những quốc gia Trung Á, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực này thông qua BRI. Mặc dù mang lại lợi ích kinh tế, nhưng cũng tạo ra sự phụ thuộc và lo ngại về việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng chính trị và kinh tế trong khu vực.
hay việc Trung Quốc đã tiến hành các khoản đầu tư lớn vào các quốc gia như là Serbia, Hungary và Hy Lạp, mua lại các cảng biển quan trọng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo ra lo ngại về sự mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại châu Âu. Hoặc như khu vực châu Phi và Nam Thái Bình Dương, Trung Quốc đã trở thành một trong những nhà đầu tư và cho vay lớn nhất tại châu Phi, xây dựng nhiều dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang lo ngại về việc rơi vào bẫy nợ và mất quyền kiểm soát đối với các tài sản quan trọng. Vòi bạch tuộc của Trung Quốc đã tăng cường quan hệ ngoại giao và đầu tư vào các quốc gia nhỏ trong khu vực này như là Fiji, Tonga và Vanuatu, gây ra lo ngại về việc thiết lập các cơ sở quân sự và mở rộng ảnh hưởng chiến lược. Tất cả những điều này cho thấy, Trung Quốc đang thể hiện các biểu hiện của chủ nghĩa bành trướng thông qua nhiều hình thức khác nhau trên khắp thế giới, từ việc mở rộng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đến tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị. Các hoạt động này đã gây ra căng thẳng và lo ngại cho nhiều quốc gia và khu vực, đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần có các biện pháp thích hợp để duy trì hòa bình và ổn định. Sự trỗi dậy đồng nghĩa với thảm họa. Khi nói về sự trỗi dậy của Trung Quốc, hầu hết cộng đồng quốc tế đều cho rằng nó có thể được coi là một thảm họa từ một số góc độ do các yếu tố sau. Thứ nhất, căng thẳng địa chính trị. Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông, gây ra căng thẳng với các nước láng giềng và các cường quốc khác như Mỹ. Việc này có thể dẫn đến xung đột quân sự và làm bất ổn định khu vực. Sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc qua sáng kiến vành đai và con đường BRI có thể được coi là mối đe dọa đối với chủ quyền và độc lập của các quốc gia nhỏ hơn khi họ phải đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy nợ và phụ thuộc kinh tế. Thứ hai là thách thức về kinh tế toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc đã dẫn đến chiến tranh thương mại với các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ. Điều này đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây tổn hại đến nền kinh tế thế giới. Trung Quốc bị cáo buộc về việc sử dụng các chiến thuật cạnh tranh không lành mạnh như trợ cấp nhà nước, đánh cắp tài sản trí tuệ và hạn chế quyền truy cập thị trường cho các công ty nước ngoài. Điều này làm suy yếu niềm tin vào hệ thống thương mại quốc tế. Thứ ba là vấn đề về nhân quyền và giá trị xã hội. Trung Quốc bị chỉ trích vì các vi phạm nhân quyền, bao gồm đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương và sự kiểm soát chặt chẽ với Hồng Kông. Sự trỗi dậy của Trung Quốc với mô hình quản trị tập trung có thể tạo ra thách thức đối với các giá trị tự do và dân chủ trên thế giới. Việc xuất khẩu mô hình quản trị của Trung Quốc có thể khuyến khích các quốc gia khác áp dụng những biện pháp tương tự, làm suy yếu các giá trị dân chủ và tự do toàn cầu. Thứ tư đó là về tác động môi trường. Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đã dẫn đến những vấn đề môi trường nghiêm trọng, bao gồm ô nhiễm không khí, đất, nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn có tác động lan rộng ra toàn cầu. Thứ năm là mất cân bằng quyền lực. Sự trỗi dậy của Bắc Kinh đang làm thay đổi cân bằng quyền lực toàn cầu, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Điều này tạo ra nguy cơ về sự phân chia toàn cầu thành các khối đối lập, làm tăng nguy cơ xung đột. Và thứ sáu đó là về thách thức an ninh. Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động chiến tranh mạng, gây lo ngại về an ninh không gian mạng toàn cầu và đe dọa đến an ninh quốc gia của nhiều quốc gia khác. Đặc biệt là sự tiến bộ về công nghệ quân sự của Trung Quốc, bao gồm phát triển tên lửa siêu thanh và vũ khí không gian, đang tạo ra những mối đe dọa mới đối với an ninh toàn cầu. Cho nên không ít quốc gia nhận định về sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể được coi là một thảm họa từ các góc độ khác nhau, vì nó gây ra sự mất ổn định chính trị, thách thức các giá trị xã hội và nhân quyền, tác động tiêu cực đến môi trường và tạo ra những nguy cơ mới về an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, nhận định này còn phụ thuộc vào quan điểm và lợi ích của từng quốc gia hoặc nhóm lợi ích. Để có cái nhìn bao quát, chúng ta có thể nhìn vào đồ họa này. Nó cho thấy sự hiện diện ngày càng nhiều của Hải quân PLA và Cảnh sát biển tại Biển Đông trong 7 năm đầu tiên dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phiên bản cập nhật sẽ hiển thị màu đỏ tươi hơn gần Philippines. Quý vị thấy đấy, Trung Quốc thông qua việc mở rộng lãnh thổ, quyền lực kinh tế và quân sự trên biển, đặc biệt ở Biển Đông và các khu vực chiến lược khác, nhằm củng cố vị thế của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Nói cách khác, họ đang theo đuổi chủ nghĩa thực dân hàng hải. Vậy làm thế nào để đối phó với chủ nghĩa thực dân hàng hải của Trung Quốc đây? Các chiến lược đối phó của phương Tây. Phương Tây đã áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để chống lại chủ nghĩa thực dân hàng hải của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Biển Đông. Đầu tiên, Mỹ và các đồng minh đã tăng cường liên minh và đối tác chiến lược, điển hình là bộ tứ quát, liên minh không chính thức giữa Mỹ, Nhật, Ấn, Úc được tái khởi động nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quát tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung và tăng cường hợp tác an ninh khu vực. Cả NATO và Liên minh châu Âu-EU
đều ngày càng quan tâm đến việc đối phó với các hành động của Trung Quốc thông qua việc mở rộng hợp tác với các nước ngoài khu vực như là Nhật Bản và Australia. Sau đó, họ tăng cường hiện diện quân sự. Mỹ và các nước đồng minh như là Anh và Pháp đã tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải Phonops ở Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã tăng cường hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm việc triển khai tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm tới khu vực. Bloomberg ngày 16 tháng 8 đưa tin, NATO tăng cường hiện diện hải quân ở Tây Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc. Tàu sân bay Ý là tàu mới nhất tuần tra khu vực này. Mục tiêu là củng cố lực lượng hải quân Hoa Kỳ và đồng minh. Các quan chức cấp cao cho biết NATO đang tăng cường sự hiện diện của mình ở Tây Thái Bình Dương bằng cách gửi tàu chiến đến nhiều nơi hơn, một động thái có nguy cơ gây căng thẳng với Trung Quốc, vốn đang lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của liên minh trong khu vực. Tàu mới nhất tham gia là tàu sân bay Cavour của Ý. Lần đầu tiên, Rome triển khai tàu sân bay duy nhất của mình đến Thái Bình Dương. Tàu Cavour là một khinh hạm của Ý gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận với tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ gần đảo Guam. Một ngày sau, các máy bay tàng hình F-35 và AV-8B Harriers cất cánh từ Cavour đã thực hành bắn hạ các mục tiêu trên không. Hơn nữa, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự và hỗ trợ hải quân cho các quốc gia Đông Nam Á như là Việt Nam, Philippines và Indonesia để giúp họ nâng cao năng lực tự vệ trước áp lực từ Trung Quốc. Các quốc gia phương Tây đã đề xuất các gói hỗ trợ và đầu tư kinh tế để cung cấp lựa chọn thay thế cho sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nhằm tránh để các quốc gia rơi vào bẫy nợ và phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh. Phương Tây đã thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia trong khu vực để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tạo ra các liên kết kinh tế mạnh mẽ với các nước đồng minh. Mỹ và EU đã đề xuất các sáng kiến như là Build Back Better World và Global Gateway để cung cấp nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển mà không cần phụ thuộc vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã công khai ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016, bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ tiếp tục khuyến khích các nước tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Các quốc gia phương Tây đã sử dụng các diễn đàn quốc tế như là Liên Hợp Quốc, G7 và ASEAN để lên án các hành động của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế. Tóm lại, phương Tây đã triển khai một loạt biện pháp từ quân sự, kinh tế đến ngoại giao để chống lại chủ nghĩa thực dân hàng hải của Trung Quốc. Mục tiêu của các chiến lược này là ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc, bảo vệ quyền tự do hàng hải và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Đánh giá khách quan thì chúng ta cần phải xem xét tính hiệu quả của nó. Ví dụ khi Mỹ và phương Tây hình thành các liên minh để chống lại Trung Quốc, thì Trung Quốc vẫn đang tiếp tục mở rộng ảnh hưởng bất chấp các liên minh này. Và một số quốc gia trong khu vực có xu hướng duy trì quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Bắc Kinh, tạo ra sự phân hóa trong lập trường đối với Trung Quốc. Hay các hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ và các đồng minh đã thách thức trực tiếp các yêu sách của Trung Quốc và gửi thông điệp rằng phương Tây không công nhận sự kiểm soát đơn phương của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ấy thế nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục liên tục củng cố các đảo nhân tạo và mở rộng hiện diện quân sự tại Biển Đông, chứng tỏ sự hiện diện quân sự của phương Tây chỉ có tác dụng hạn chế trong việc ngăn chặn các hoạt động của Trung Quốc. Ngay cả việc nhấn mạnh luật pháp quốc tế và ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đã tạo áp lực lên Trung Quốc và tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc cho các quốc gia phản đối các yêu sách của Bắc Kinh, thì Trung Quốc vẫn từ chối tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài và tiếp tục các hoạt động gây tranh cãi. Sự thiếu đồng thuận toàn cầu trong việc thực thi phán quyết đã làm giảm hiệu quả của biện pháp này. Kể cả việc hỗ trợ quân sự và kinh tế từ phương Tây để giúp nhiều quốc gia Đông Nam Á, thì sự khác biệt về quy mô kinh tế và quân sự giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đã khiến việc ngăn chặn hoàn toàn ảnh hưởng của Bắc Kinh càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều quốc gia vẫn lựa chọn hợp tác với cả Trung Quốc và phương Tây để giữ được cân bằng lợi ích. Chưa tính đến việc sức hấp dẫn của BRI và quy mô tài chính mà Trung Quốc đưa ra vẫn khiến nhiều quốc gia chọn hợp tác với Bắc Kinh. Phương Tây gặp khó khăn trong việc cung cấp các gói hỗ trợ có quy mô tương đương. Quý vị thấy đấy, những hạn chế trong việc đối phó với Trung Quốc bắt nguồn từ sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế, thiếu sự đồng thuận và lập trường thống nhất giữa các quốc gia phương Tây, khả năng thích ứng của Trung Quốc và sự thiếu hiệu quả trong việc thực thi luật pháp quốc tế. Những yếu tố này làm giảm hiệu quả của các biện pháp mà phương Tây đang áp dụng, cho phép Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình mà không phải đối mặt với sự cản trở đáng kể.
Cho nên giải pháp tối ưu để đối phó với Trung Quốc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia phương Tây và các đối tác quốc tế. Các biện pháp cần phải linh hoạt, kết hợp giữa quân sự, kinh tế, ngoại giao và công nghệ để tạo ra một đối trọng toàn diện trước ảnh hưởng của Trung Quốc. Chỉ khi có một chiến lược toàn diện và đồng nhất, phương Tây mới có thể kiềm chế hiệu quả sự bành trướng của Trung Quốc. Và mấu chốt của nó vẫn là cần một nhà lãnh đạo toàn cầu sáng suốt và quyết đoán. Thưa quý vị, để ứng phó với những thách thức lặp đi lặp lại của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Mỹ và các lực lượng đồng minh đang tăng cường huấn luyện và tích cực chuẩn bị cho chiến tranh nhằm đối phó với những xung đột tiềm ẩn. Các phi công thuộc phi đội tiêm kích số 34 của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã điều khiển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35A Lightning II tham gia cuộc tập trận Đại Bàng Tre 243 Bamboo Eagle 243 diễn tập mô phỏng tác chiến. Đây được xem là động thái chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chuẩn bị những gì cho một cuộc chiến có thể nổ ra trong tương lai. Bamboo Eagle 243 được thiết kế cho kỷ nguyên cạnh tranh của các cường quốc. Lực lượng không quân Mỹ ngày 9 tháng 8 ra thông cáo báo chí cho biết, sau cuộc tập trận cờ đỏ tổ chức tại căn cứ không quân Nellis ở tiểu bang Nevada từ ngày 22 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, phi đội tiêm kích số 34 đã tham gia cuộc tập trận Bamboo Eagle 243 là một phần của cuộc tập trận của Trung tâm Tác chiến Không quân. Nó nhằm mục đích tạo ra một môi trường đại diện chiến đấu trên phần lớn Đông Thái Bình Dương. Cuối tháng 1 năm 2024, Không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập Bamboo Eagle. Cuộc diễn tập này cũng bắt đầu ngay sau cuộc diễn tập cờ đỏ 241, đồng thời bổ sung các yếu tố đa miền như hoạt động trên biển và yếu tố triển khai chiến đấu nhanh nhẹn để diễn tập. Cuộc tập trận Bamboo Eagle thường kéo dài 8 ngày, được thiết kế để cung cấp hoạt động huấn luyện nâng cao trong bối cảnh đa lĩnh vực, phân tán nhằm duy trì và nâng cao khả năng của các lực lượng chung và liên minh để giành ưu thế trong xung đột nếu cần thiết. Ngoài màn không đối không và không đối đất mô phỏng của cờ đỏ 241, cuộc diễn tập Bamboo Eagle bổ sung thêm yếu tố chống hạm và mở rộng yếu tố thực tế ảo và mang tính xây dựng như triển khai chiến đấu nhanh nhẹn và hỗ trợ hậu cần. Cuộc tập trận tập trung vào việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Thái Bình Dương. Thái Bình Dương đã trở thành điểm nóng toàn cầu. Máy bay và tàu chiến của Trung Quốc thường xuyên quấy rối không phận vào vùng biển gần Đài Loan, cũng như là thường xuyên đối đầu với quân đội Philippines ở Biển Đông. Tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông cũng xảy ra từ đó hết lần này đến lần khác. Hôm 10 tháng 8, Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Browner Jr. đã lên án mạnh mẽ việc không quân Trung Quốc quấy rối một máy bay Philippines đang tiến hành tuần tra hàng hải trên bãi cạn Scarborough. Philippines gọi hành động này của Trung Quốc là sự khiêu khích nguy hiểm. Cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán Bắc Kinh đã ra lệnh cho quân đội có khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan vào năm 2027. Ngày 12 tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Frank Kendall đã nhấn mạnh tại hội thảo chiến tranh của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ AFA rằng: "Tôi muốn đề cập đến những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Thách thức cấp bách nhất là Trung Quốc." Trung tá Ian Otterstra, chỉ huy phi đội tiêm kích số 34, cho biết trong một thông cáo báo chí của lực lượng không quân rằng cuộc diễn tập cờ đỏ đã được viết kịch bản, lịch trình đã được ấn định. Các đơn vị khác nhau có thể nói chuyện trực tiếp và cùng nhau phát triển các kế hoạch nhiệm vụ không có trong kịch bản. Nó rất quan trọng vì đó là điều sẽ xảy ra trong cuộc xung đột. Bạn sẽ đến một nơi mà bạn chưa từng đến, phối hợp với những người bạn chưa từng làm việc cùng và được yêu cầu làm những việc bạn chưa từng làm. Trong cuộc tập trận Bamboo Eagle này, khoảng 3.000 quân nhân từ 4 quân chủng đang điều khiển hơn 150 máy bay gần hàng chục địa điểm để thành lập lực lượng Bamboo Eagle độc lập. Vào một ngày nhất định, phi công có thể thực hiện một nhiệm vụ gặp một tàu chở dầu trên biển hoặc tiếp nhiên liệu tại một địa điểm khẩn cấp khác, một hố nóng và sau đó bay bằng F-35B của Thủy quân lực chiến, F-22 của không quân hoặc máy bay chiến đấu điện tử EA-18G Growler của Hải quân lại cùng nhau tham gia trận chiến. Từ góc độ lập kế hoạch nhiệm vụ, hoạt động phi tập trung đang huấn luyện các phi đội máy bay chiến đấu, yêu cầu họ tìm ra giải pháp nhanh chóng. Quân đội Hoa Kỳ tin rằng việc huấn luyện trên biển và không phận ở Đông Thái Bình Dương cho phép các chiến binh huấn luyện trong môi trường đại diện cho chiến đấu và kết hợp các kịch bản trong lĩnh vực hàng hải. Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận Bamboo Eagle sẽ tiến hành các hoạt động trên toàn miền
từ nhiều căn cứ ở miền Tây Hoa Kỳ, đồng thời tiến hành chỉ huy và kiểm soát phân tán, hậu cần linh hoạt và tiếp nhiên liệu trên không. Trong cuộc tập trận Bamboo Eagle, máy bay chiến đấu F-35 chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ phòng không tấn công và phòng thủ chống lại máy bay thế hệ thứ tư và thứ năm, máy bay ném bom tầm xa và tên lửa hành trình. Một thông cáo báo chí của lực lượng không quân cho biết, các nhiệm vụ do máy bay chiến đấu F-35 thực hiện đã diễn ra trên phía Đông Thái Bình Dương trong không phận kéo dài về phía Tây từ bờ biển California, mang đến những cơ hội quý giá để bay trong phạm vi thường không thể tiếp cận và thể hiện khả năng của các máy bay chiến đấu F-35, khả năng chiến đấu cơ F-35 và lòng dũng cảm của phi công nữa. Cuộc tập trận Bamboo Eagle huấn luyện các phi công trẻ thực hiện chính xác các chiến thuật từ tiếp nhiên liệu nhiều lần đến quản lý nhiên liệu linh hoạt cho các chuyến bay dài hơn, cho đến bị mắc kẹt trong một môi trường bão hòa nhiệm vụ mệt mỏi. F-22 và F-35A tham gia diễn tập Pitch Black. Cuộc tập trận Bamboo Eagle rất quan trọng vì nó áp dụng các khái niệm điều hành, lập kế hoạch nhiệm vụ và hoạt động phân tán, cho phép nhiều phi đội máy bay chiến đấu được phân tán ở các cơ sở khác nhau và hoàn thành độc lập dưới sự chỉ huy của các trung tâm tác chiến phân tán về địa lý. Kiểm soát phân tán cho phép người chỉ huy cấp dưới phản ứng với những thay đổi trong môi trường hoạt động và khai thác những cơ hội bất ngờ. Và khái niệm này không làm giảm bớt quyền lực của người chỉ huy, mà nó còn lan tỏa ra khắp bộ chỉ huy. Vào tháng 7, cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu trên không quốc tế lớn nhất của Australia, bài tập đen tối Pitch Black, đã bắt đầu trên lãnh thổ phía Bắc. Cuộc tập trận quân sự năm nay có sự tham gia của hơn 140 máy bay và 4.430 quân nhân từ 20 quốc gia trên thế giới. Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Úc đã tham gia cuộc tập trận tiếp nhiên liệu hố nóng, trong đó nhấn mạnh việc tiếp nhiên liệu nhanh chóng trong môi trường khắc nghiệt và rút ngắn thời gian trên mặt đất xuống còn khoảng 1 giờ so với 4 đến 6 giờ thông thường. Đây là một phần của khái niệm triển khai linh hoạt ACE được Hoa Kỳ và các đồng minh áp dụng. Tiếp nhiên liệu hố nóng có nghĩa là tiếp nhiên liệu trong khi động cơ vẫn đang chạy, giảm đáng kể thời gian trên mặt đất và tăng số lần xuất kích. Cuộc tập trận thể hiện sự tích hợp liên mạch giữa các lực lượng Mỹ và Australia, cũng như khả năng triển khai hiệu quả máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến ở các khu vực xa xôi, đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng của họ để nhanh chóng triển khai sức mạnh không quân vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ tuyên bố, cuộc tập trận về khả năng tương tác này ở một địa điểm khắc nghiệt đã thể hiện sự tích hợp lực lượng liên mạch và sự hợp tác hiệu quả giữa các đồng minh. Việc Mỹ tăng cường tập trận và triển khai các tiêm kích tối tân như là F-35 trong khu vực Thái Bình Dương cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho các xung đột tiềm tàng. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Đài Loan cần nâng cấp khả năng phòng thủ, đặc biệt là thông qua việc mua sắm các máy bay cảnh báo sớm E-2D mới. Những máy bay này sẽ giúp Đài Loan phát hiện sớm các mối đe dọa từ xa, tạo thời gian quý báu để phản ứng và bảo vệ không phận, góp phần duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực. Sự phối hợp chiến thuật radar bí mật giữa Biển Đông, Guam và Alaska. Trong một diễn biến liên quan, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện các tín hiệu điện từ trường, một chỉ dấu về sự hiện diện mang tính phối hợp chiến thuật giữa các radar được triển khai trên khắp Thái Bình Dương, theo báo South China Morning Post ngày thứ Sáu, 16 tháng 8. Trí thông minh nhân tạo AI tác chiến điện tử của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã phát hiện những tín hiệu bí mật liên tục xuất hiện ở Biển Đông, Guam, quần đảo Marshall và quần đảo Aleutian ở bang Alaska của Mỹ, và dường như giữa chúng có sự kết nối với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc công khai cho thấy khả năng thu thập thông tin tình báo chiến tranh điện tử trên toàn cầu dựa vào những mục tiêu cụ thể và dữ liệu do thám thực, SCMP trích dẫn thông tin từ các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, tờ báo này không nêu thông tin chi tiết về những tín hiệu này đến từ quốc gia nào. Các thông tin thu thập được sẽ giúp quân đội Trung Quốc lên kế hoạch tốt hơn cho các nhiệm vụ tác chiến điện tử như ngăn chặn, đánh lừa và gây nhiễu tín hiệu điện từ trường. Nghiên cứu được SCMP trích dẫn là của các tác giả đến từ Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, trực thuộc quân đội ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, với trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Chu Trường Lâm. Sự so kè quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ gần đây gây chú ý trong một vụ việc ở ngoài khơi của tiểu bang Alaska. Nga và Trung Quốc đã từng tiến hành một số cuộc tuần tra chung và Nga thường cho máy bay ném bom bay qua eo biển Bering. Vào ngày 24 tháng 7, lần đầu tiên Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc bay tuần tra chung qua Bắc Thái Bình Dương và biển Bering gần bờ biển Alaska, Mỹ. Moscow và Bắc Kinh tuyên bố không nhắm đến bên thứ ba nào, trong khi Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ tuyên bố
những máy bay ném bom đó chỉ nằm trong không phận quốc tế và không bị xem là mối đe dọa. Đài Loan cần mua máy bay cảnh báo sớm E-2D mới. Trong một diễn biến khác, Đài Loan có thể có bước tiến mới nhất trong việc mua máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkey tiên tiến của Mỹ. Mới đây, ông Mai Phục Hưng, chuyên gia quân sự người Đài Loan và Mỹ, đã đăng một bài viết trên Forward News Network phân tích chi tiết về triển vọng của dự án máy bay cảnh báo sớm E-2D. Nhiều người biết rằng, không quân Đài Loan từng mua 4 máy bay cảnh báo sớm E-2T và 2 máy bay cảnh báo sớm E-2K của Mỹ. Sau đó, vào những năm 2010, họ đã nâng cấp 4 máy bay cảnh báo sớm E-2T lên thành E-2K. Vậy, sau khi Đài Loan đã có máy bay cảnh báo sớm E-2K, tại sao nước này lại cần mua máy bay cảnh báo sớm E-2D mới? Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chế tạo máy bay chiến đấu J-20 quy mô lớn. Nhiều tên lửa và máy bay không người lái được thiết kế với đặc điểm mặt cắt radar thấp. Vì vậy, quân đội Đài Loan rất cần khả năng theo dõi hiệu quả các vật thể có tiết diện radar thấp. Thứ nhất, hiệu suất của E-2D đã được cải thiện rất nhiều so với E-2K. Theo giới thiệu của ông Mai Phục Hưng, máy bay cảnh báo sớm E-2D sử dụng radar hybrid tiên tiến API-9 có thể phát hiện các máy bay chiến đấu J-20 ở khoảng cách tương đối xa, đồng thời nắm bắt các mục tiêu mặt nước trong phạm vi hàng trăm km, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát trên không và trên biển của quân đội quốc gia Đài Loan. Về việc liệu máy bay cảnh báo sớm E-2D có thể phát hiện được tiêm kích J-20 hay không, ông Mai giải thích trong một bài báo khác. Cái gọi là thiết kế tàng hình đề cập đến khả năng tàng hình từ radar, và radar thường có các bước sóng khác nhau. Việc sử dụng vật liệu RAM hiện nay trong máy bay chiến đấu tàng hình chủ yếu nhắm vào các sóng radar tần số cao hơn như là băng tần X, băng tần C và băng tần S. Nếu bạn quen thuộc với các hệ thống Aegis của Trung Quốc và phương Tây, bạn sẽ thấy rằng các radar trên tàu của nhiều quốc gia khác nhau chủ yếu sử dụng 3 băng tần này. Ví dụ hệ thống Aegis của Mỹ và radar 346 của Trung Quốc chủ yếu hoạt động ở băng tần S. Radar mảng pha chủ động FCS-3 của Nhật Bản thì chủ yếu hoạt động ở băng tần C. Radar mảng pha chủ động Samson của Anh cũng hoạt động ở băng tần S. Ngoài ra, dù là Trung Quốc, Mỹ hay Nhật Bản, họ cũng trang bị radar băng tần X trên tàu chiến của mình. Vì vậy, khi thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình, cần có tác dụng tàng hình tốt hơn trước sóng điện tử trong các giải này. Đây còn được gọi là khả năng tàng hình băng hẹp. Ví dụ J-20 của Trung Quốc và F-22, F-35 của Mỹ về cơ bản đều thuộc cấp độ này. Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ là máy bay ném bom tàng hình toàn diện hiếm có. Một số người có thể thắc mắc liệu chúng ta có thể sử dụng sóng điện từ tần số thấp như là UHF để phát hiện không? Tần số càng thấp thì bước sóng càng dài, nghĩa là đối với các vật thể nhỏ, hiệu ứng phản xạ của sóng điện từ là rất nhỏ. Ngoài ra, do bước sóng quá dài nên độ phân giải không đủ nên không thể cung cấp khả năng theo dõi chính xác của các mục tiêu. Đây là lý do tại sao những ngày đầu phát triển radar, sóng điện từ ở dải tần UHF hiếm khi được sử dụng làm phương pháp phát hiện. Tuy nhiên, do hiệu suất chống trung tính của máy bay chiến đấu tàng hình ở băng tần X, C và S ngày càng tốt hơn, nên người ta đã chuyển sự chú ý sang băng tần UHF. Bước sóng của sóng điện từ trong dải này dài hơn, nhưng khi bước sóng đạt tới vài lần cấu trúc bề mặt của máy bay, sẽ xảy ra hiện tượng kêu vo ve, có thể làm tăng diện tích mặt cắt radar hiệu quả của mục tiêu và cho phép nó phát hiện được ở khoảng cách đủ xa. Với sự phát triển của công nghệ điện tử hiện nay, đặc biệt là khả năng quét mảng điện tử chủ động, các radar hiện đại đã giúp khắc phục được nhiều hạn chế của băng tần UHF. Máy bay cảnh báo sớm Hawkey E-2D sử dụng những công nghệ này để có thể phát hiện ra máy bay chiến đấu tàng hình. Theo bài báo của ông Mai, các nhà sản xuất Mỹ không sẵn lòng thảo luận về khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình của E-2D, nhưng trong một cuộc họp báo công khai vào cuối năm 2020, họ đã đề cập rõ ràng đến khả năng chống lại các mối đe dọa mặt cắt radar thấp, thậm chí còn có máy bay chiến đấu J-20. Theo các báo cáo công khai từ Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Hoa Kỳ, radar API-9 được E-2D sử dụng là hai thế hệ trước radar APS-145 được sử dụng bởi E-2K trước đây khi mà thực hiện nhiệm vụ cảnh báo sớm ở độ cao 762m, phạm vi phát hiện hiệu quả vượt quá 550km. Nói cách khác, khi máy bay cảnh báo sớm E-2D ở Đài Bắc, phạm vi phát hiện của nó có thể bao trùm toàn bộ Phúc Kiến và thậm chí là cả khu vực Ninh Ba, Chiết Giang. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với toàn bộ nền quốc phòng. Từ góc độ do tìm trên biển, Chu Sơn của thành phố Ninh Ba là trụ sở của hạm đội biển Hoa Đông. Một số lượng lớn các tàu khu trục và hạm đội tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đều đóng quân tại căn cứ này. Phân đội thứ 3 và phân đội thứ 6 đều được triển khai ở Chu Sơn. Trong đó,
Phân đội khu trục thứ 3 bao gồm 5 tàu khu trục và 5 khinh hạm. Phân đội thứ 6 bao gồm 7 khu trục hạm và 6 khinh hạm. Hơn 20 tàu khu trục và khinh hạm này là lực lượng chính trong cuộc tấn công của Trung Quốc vào miền Bắc Đài Loan. Điều đáng nói là chiến trường phía đông hiện nay không có các khu trục hạm Type 055 tiên tiến nhất. Trung Quốc hiện có 8 tàu khu trục Type 055 đang phục vụ, trong đó 4 chiếc được biên chế cho chiến trường phía nam và 4 chiếc cho quân khu phía bắc. Nếu Đài Loan trang bị máy bay cảnh báo sớm E-2D, đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm rõ mọi động thái của hạm đội Hoa Đông. Từ góc độ phòng không, Trung Quốc đã triển khai lượng lớn sân bay của lực lượng không quân quanh Đài Loan nhắm vào nước này, như là sân bay Cù Châu ở Chiết Giang, sân bay Vũ Di Sơn ở Phúc Kiến, sân bay Hướng Đường ở Nam Xương, Giang Tây, sân bay Kiển Kiều ở Hàng Châu, Chiết Giang, sân bay Địch Loan ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, sân bay Hồ Châu, Chiết Giang, sân bay Lộ Kiều ở Đài Châu, Chiết Giang. Các sân bay này ở khu vực phía đông hầu như đều nằm trong tầm giám sát của máy bay cảnh báo sớm E-2D. Điều này có nghĩa là miễn là máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh, dù là J-16 hay J-20, máy bay cảnh báo sớm E-2D đều có cơ hội lớn để nắm bắt diễn biến của không quân Trung Quốc. Điều này sẽ giúp không quân Đài Loan có đủ thời gian cảnh báo để điều động máy bay chiến đấu và chuẩn bị phòng không. Ngoài ra, máy bay cảnh báo sớm E-2D còn có khả năng phóng A và dẫn đường B. Nói một cách đơn giản, máy bay cảnh báo sớm có thể nhìn xa, còn radar chiến đấu thì không thể nhìn xa tới bước đó. Thì tên lửa có thể được phóng từ máy bay chiến đấu hoặc tàu chiến và giao cho máy bay cảnh báo sớm E-2D dẫn đường và tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa. Cách đây vài năm, Mỹ đã tiến hành tập trận bắn tên lửa A và tên lửa B với tên lửa Standard 6 phóng từ tàu chiến E-2D. Máy bay cảnh báo sớm E-2D có khả năng tác chiến phối hợp mạnh mẽ, không loại trừ khả năng hợp tác với lực lượng hải quân không quân Mỹ và Nhật Bản trong trường hợp Mỹ và Nhật tham chiến. Do đó, từ góc độ quân sự, mặc dù Đài Loan đã có máy bay cảnh báo sớm E-2K, nhưng mà máy bay cảnh báo sớm E-2D thì sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của toàn bộ quân đội và việc mua E-2D là điều bắt buộc. Đội bay E-2 hiện tại của Đài Loan đã có thời gian bay dài. Đài Loan hiện có 6 máy bay cảnh báo sớm E-2K, trong đó 4 chiếc được nâng cấp từ E-2T ban đầu. Chúng đã hoạt động được khoảng 29 năm và dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào khoảng năm 2028. Đài Loan cũng đang rất cần các giải pháp thay thế. Đặc biệt, một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2 đã gặp tai nạn vào năm 2022. Quân đội Đài Loan quyết định không sửa chữa và thay vào đó sử dụng để huấn luyện. Vì vậy, tóm lại, phi đội hiện tại của Đài Loan đã quá cũ và cần được thay thế, do E-2D có hiệu suất vượt trội và có thể nâng cao khả năng chiến đấu chống lại máy bay J-20, nên Đài Loan không có lý do gì để không mua nó. Theo báo giá của quân đội Mỹ vào cuối năm 2020, Đài Loan đã mua 6 chiếc E-2D với tổng trị giá 2,36 tỷ USD, giá trị trung bình là 400 triệu USD mỗi chiếc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, dự án mua máy bay cảnh báo sớm E-2D của Đài Loan chưa hoàn thành. Trong quá trình này, Đài Loan phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, đó là rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội mua được E-2D. Việc sản xuất máy bay cảnh báo sớm đòi hỏi một số lượng lớn các hệ thống chính xác và đắt tiền. Những hệ thống con này cần ít nhất 2 năm để tùy chỉnh trước. Điều đó có nghĩa là chu kỳ hoạt động của máy bay cảnh báo sớm E-2D rất dài. Tổng số máy bay cảnh báo sớm E-2D được mua là tương đối nhỏ. Cho đến nay, nó chủ yếu được mua bởi các nước có tàu sân bay như là Hoa Kỳ và Pháp. Nếu muốn mua máy bay cảnh báo sớm E-2D sau năm 2024, bạn sẽ phải khởi động lại dây chuyền sản xuất, khiến chi phí tăng vọt lên tới 8 tỷ USD. May mắn thay, Nhật Bản sẽ mua thêm 5 chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2D vào năm 2023, do đó kéo dài thời gian Đài Loan có thể mua máy bay cảnh báo sớm E-2D. Theo bài viết của ông Mai Phục Hưng, đơn hàng của Nhật Bản mua Đài Loan khoảng 2 năm, tức là đến hết năm 2026. Nếu Đài Loan không đạt được thỏa thuận mua bán với Mỹ trước cuối năm 2026, Đài Loan sẽ không còn cơ hội mua máy bay cảnh báo sớm E-2D nữa. Hiện nay, không quân Đài Loan đang cố gắng để nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng và các quan chức chính phủ cấp cao, hy vọng là sẽ đưa dự án này vào ngân sách năm 2027. Những khó khăn hiện tại mà Đài Loan gặp phải trong việc mua E-2D chủ yếu đến từ chính phủ Mỹ. Trong vài năm qua, chính phủ Mỹ không ủng hộ việc bán máy bay cảnh báo sớm E-2D cho Đài Loan. Đây chính là nguyên nhân chính khiến vụ việc kéo dài như vậy. Năm nay là năm bầu cử ở Hoa Kỳ. Sau cuộc bầu cử, liệu chính phủ mới của Hoa Kỳ có sẵn sàng nới lỏng các hạn chế bán E-2D cho Đài Loan hay không sẽ trở thành chìa khóa cho vụ việc này. Trong vài năm qua, không quân Đài Loan vẫn theo đuổi việc mua E-2D và đã nỗ lực để nhận được sự ủng hộ từ Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp cao của chính phủ Đài Loan và Hoa Kỳ. Liệu hòn đảo này có thể được trang bị thứ vũ khí trong mơ của mình để chống lại Bắc Kinh hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sự thể ra sao.
Và đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mong quý vị để lại thật nhiều bình luận ở bên dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.